Tại sao phải dùng sạc và ắc quy chính hãng theo xe? Đây chính là câu hỏi của rất nhiều người đang sử dụng xe điện hiện nay. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vấn đề này. Việc sử dụng đồng bộ ắc quy và sạc điện chính hãng cho xe là yếu tố quyết định đến chất lượng xe, tuổi thọ ắc quy, quãng đường đi được và đảm bảo tính an toàn khi sử dụng. Nguy cơ khi sử dụng sạc, ắc quy kém chất lượng, không chính hãng, ắc quy bị phồng, cháy chập xe, hoặc nguy hiểm hơn là cháy hệ thống điện lưới của gia đình trong khi sạc điện. Đó chính là lý do vì sao chúng ta phải dùng sạc và ắc quy chính hãng theo xe. Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn vì sao phải dùng sạc và ắc quy chính hãng theo xe. Thứ nhất, khẳng định tính đồng bộ theo xe. Thứ hai, đảm bảo tính an toàn khi sử dụng. Thứ ba, tiết kiệm điện năng. Thứ tư, giá thành sẽ được ưu đãi hơn. Thứ năm, chế độ bảo hành uy tín hơn. Tại sao phải dùng sạc và ắc quy JVC cho xe JVC? Sạc điện JVC là sạc chính hãng, chất lượng. Trên sạc có logo đúc nổi thương hiệu JVCO không thể tẩy xóa. Ắc quy JVC là ắc quy nhập khẩu chính hãng đồng bộ thương hiệu với sạc và thương hiệu xe JVC. Bộ sạc và ắc quy JVC là sản phẩm đồng bộ đã được nghiên cứu tương thích nhất đối với xe. Việc sử dụng đồng bộ giữa sạc điện, ắc quy và xe sẽ đảm bảo cho xe được vận hành bền bỉ, an toàn khi sử dụng. Chế độ bảo hành của sạc và ắc quy JVC ưu đãi hơn. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao cần phải dùng sạc và ắc quy chính hãng theo xe. Hãy sử dụng sạc và ắc quy chính hãng theo xe để đảm bảo sự an toàn cho chính bạn cũng như nâng cao tuổi thọ của xe. Khuyên cáo, khi mua xe điện bạn nhất định phải lấy bằng được sạc chính hãng. Vì đây là linh kiện không theo xe, do đó rất dễ bị nhầm hoặc bị ăn bớt. Nhất định không mua xe nếu sạc không chính hãng. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích cho bạn hoặc người thân, hãy like, comment, share, subscribe video nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.